Chào mừng các bạn đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tin sau. Trong bóng đá, ngoài kỹ thuật tốt thì tốc độ của các cầu thủ là một vũ khí lợi hại. Mỗi khi tấn công khiến nhiều đối thủ khiếp sợ, chỉ một pha bứt tốc có thể thay đổi cục diện của cả một trận đấu. Vậy bạn đã biết đến cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới là cầu thủ nào chưa? Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé! 10. Leroy Sané 35,8 km/h. Leroy Sané là nỗi ác mộng thường trực cho các cầu thủ đối phương khi anh sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Tốc độ của anh được tìm hiểu nhanh nhất là trong màu áo của Man City với tối đa lên đến 35 km/h. Là một cầu thủ được đánh giá là toàn diện với kỹ năng vừa kiến tạo vừa chuyền bóng tốt. Anh cũng được xem là một trong những cầu thủ nhanh nhất của Bundesliga. 9. Kai Walker 35,24 km/h. Kai Walker hiện là một hậu vệ phải trụ cột của Man City. Hậu vệ người Pháp thực sự là một con át chủ bài trong lối chơi kiểm soát bóng dưới thời Pep Guardiola. Hơn nữa, anh thường xuyên có những pha leo biên cho Man City và đi bóng trong vùng cấm để ghi bàn. 8. Pierre-Emerick Aubameyang 35,55 km/h. Aubameyang được mệnh danh là một trong những chân sút hay nhất của Arsenal. Cầu thủ người Gabon cho thấy sự ổn định và khả năng sát thủ nhanh nhẹn trong vòng cấm. Anh được coi là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ lên đến 35,55 km/h. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng Aubameyang vẫn đang thi đấu hết mình dưới màu áo của Arsenal. 7. Iñaki Williams 35,62 km/h. Iñaki Williams được mệnh danh là cầu thủ nhanh nhất La Liga với tốc độ đạt tối đa là 35,62 km/h. Cũng như nhiều cầu thủ gốc Phi khác, bộ kỹ năng của anh khá toàn diện, cộng thêm tốc độ vượt trội khiến Williams rất khó để ngăn chặn. Hiện nay anh đang là cầu thủ quan trọng nhất và là trung tâm trong sơ đồ của Athletic Bilbao khi tạo ra ảnh hưởng tốt cả khi có bóng và không có bóng. 6. Erling Haaland 36,4 km/h. Haaland sở hữu ngoại hình ấn tượng và tốc độ vượt trội. Haaland có thân hình hộ pháp và rất nhanh nhẹn. Tiền đạo người Na Uy sở hữu tốc độ nhanh nhất lên đến 36,4 km/h. Anh là niềm khao khát của mọi đội bóng ở thời điểm hiện tại. Với chiều cao lợi thế 1m9, anh đã ghi được 68 bàn thắng. Đây có thể xem là một hiệu suất ổn định và khó tin với một cầu thủ chỉ với 21 tuổi. 5. Achraf Hakimi 36,48 km/h. Achraf Hakimi hiện được đánh giá là cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa lên đến 35,48 km/h. Hiện anh đang khoác áo cho câu lạc bộ PSG và cũng nhờ vậy anh được cải thiện về mặt tốc độ mà còn thăng tiến thành một wingback mạnh mẽ. Và với tốc độ nhanh như vậy, anh cũng chính là vận động viên có tốc độ ghi nhận cao thứ hai thế giới thời điểm của mùa giải 2021-2022. 4. Alphonso Davies 36,51 km/h. Alphonso Davies là một trong những tân binh tốc chiến khiến cho thế giới không khỏi kinh ngạc khi anh sở hữu tốc độ nhanh nhất lên đến 36,51 km/h. Anh hiện là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất châu Âu và sự có mặt của anh cũng giúp Bayer hoàn thành cú ăn ba thần thánh vào năm 2020. Chỉ với 20 tuổi, nhưng hậu vệ người Canada thi đấu đầy bản lĩnh, kinh nghiệm và được coi là báu vật đối với Bayern. 3. Arjen Robben 37 km/h. Ngôi sao Bayern Munich Arjen Robben chính là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ ngỡ ngàng lên đến 37 km/h. Anh vốn nổi tiếng là cầu thủ sở hữu cái chân trái ma thuật khi những pha đi bóng từ cánh phải và cứa lòng về góc xa khung thành được cho là thương hiệu của cầu thủ này. Còn nhớ trong trận Hà Lan và Tây Ban Nha tại World Cup 2014, tiền vệ Robben đã góp công làm nên chiến thắng cho Hà Lan với một cú đúp đầy tinh tế. Đây cũng được xem là một trong 10 bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Pha bứt tốc này đã khiến cho hàng ngàn cổ động viên ngỡ ngàng. 2. Kylian Mbappé 38 km/h. Cái tên Kylian Mbappé đã thực sự làm điên đảo bóng đá thế giới trong vài năm trở lại. Với một thế hệ được xem là truyền nhân của Cristiano Ronaldo, cầu thủ sinh năm 1998 đã được tốc độ nhanh nhất lên đến 38 km/h. Với tốc độ này, anh đã vượt qua được tốc độ trung bình của huyền thoại Usain Bolt. Bên cạnh đó, anh cũng được đánh giá là sở hữu lối chơi vô cùng kỹ thuật và tinh quái. Vậy nên, anh chính là một trong những cái tên không thể thiếu của đội tuyển Pháp mặc dù mới 24 tuổi. 1. Cristiano Ronaldo 38,8 km/h.
Không có gì ngạc nhiên khi siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, Ronaldo được mệnh danh là cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới. Với kỷ lục trong bóng đá khiến nhiều người hâm mộ khó tin vì những gì mà anh làm được. Theo như thống kê, thì tốc độ nhanh nhất của Ronaldo lên đến 38,6 km/h. Hiện nay anh vẫn giữ kỷ lục toàn cầu về cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới. Người hâm mộ từng mãn nhãn với cú bứt tốc trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Ronaldo đã có pha bứt tốc như một chiếc Ferrari từ sân nhà để xuyên thủng vòng cấm Tây Ban Nha. Và cho đến hiện nay, anh dù đã gần 40 tuổi, nhưng anh vẫn giữ một nền tảng thể lực, kỹ thuật vô cùng tốt, xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!